alo thử trước đây, anh em nghe thử tiếng echo này. Em sẽ cài đặt cho anh em 4 chế độ echo này, echo reverb, MC này, đầy đủ hết nhá. Anh em nghe này. 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6. Tiếng rất chi là hay. Alo 6 7 1 2. Loa thì đang sử dụng loa PK12. Em đang sử dụng một đôi này với lại con súp 50 này. Ok. Thế nhá. Mình công suất ra trực tiếp loa luôn, không hề qua một thiết bị nào hết. Chỉ có mỗi DSP để xử lý thôi. Anh em nghe này. 6 7 1 2 3 4 5 6. Hello, xin chào anh em. Hiện tại thì nhà em vừa mới về được lô vàng X8, hàng siêu đẹp luôn. Hàng tuyển chọn nha anh em nhé. Con này thì thiếu thùng xốp thôi. Hàng rất chi là mới. Vang bãi, đời cao 2018. Thì anh em biết 2018 bên Trung Quốc nó bị dịch ấy. Anh em lắp phòng cho nên bọn em không hoạt động được, em thanh lý được khoảng hơn 20 con vang X8. Đấy, thương hiệu TB nhé, thương hiệu loa TB thì rất là nổi tiếng rồi. Đó, loa TB. Đấy, vàng TB. Đây là X8 xịn này anh em nhé. Đấy, hàng xịn. Mạch rất chi là đẹp. Hai mic riêng biệt. Con này thì dùng hai mic riêng biệt. Chip 21375. Đấy, chip xịn luôn nhá. Anh em xem này. 21375. Bo chống hú thì nó sẽ to gấp đôi con X5 nhá. X5 thì nó chỉ có một nửa vậy thôi. Nhưng con này là to gấp đôi. Con này hai mic riêng biệt. Rất là chất. X8 anh em mua thì cẩn thận nhầm hai bản nhé. Có một bản nó sẽ là một mic chung. Đấy, còn một bản nó sẽ là hai mic riêng. Thì bản này sẽ là hai mic riêng, bản này là cao cấp hơn. Anh em xem nhé. Ở đây thì con này thì mặt phe nhôm màu xanh. PK này, PK trắng gương màu đen, nhìn rất là sang trọng, rất là lịch sự. Anh em nhìn này, không có một vết xước nào ở trên màn hình nhé. Tất cả 20 con vang của em đều là hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Giá thì rất là hợp lý thôi. Con này thì hiện tại bên em đang bán cho anh em là 3 triệu bao ship. Đó. Anh em xem mà vì nguồn này, vì mạch này, hai nguồn tụ là tụ nhôm nhá. Đằng sau thì có 6 cổng out, led right này, center này, sub này, slash surround, rig out này, in 1, in 2. Đó, cáp RS232, quạt gió, công tắc nguồn. Đấy, rất là đẹp. Đẹp đều luôn anh em nhé. Đẹp như mới, đẹp thiếu thùng xốp. Đấy, anh em xem cái mặt lưng này. Đó. Các bác có thể xem mặt lưng này. Con này thì hỗ trợ 3 cổng cắm mic ở đằng trước. Đó. Cổng 1 và cổng 2 thì sẽ là cổng chung. Đấy, cổng B thế là cổng riêng này. Đấy, mic 1, mic 2 chung này. Mic 2 mic đầu tiên chung này, mic B là riêng này. Đó. Hàng rất chi là đẹp. Hàng này thì em dám mạnh dạn bảo hành cho anh em luôn. Đó. Bảo hành cho anh em 3 tháng, bao test 7 ngày. Đấy, trong vòng 7 ngày anh em mình sử dụng một lỗi hay là tình trạng như thế nào thì gửi trả cho em. Ok. Đó. Thương hiệu TB này là một trong số những thương hiệu audio rất là nổi tiếng ở trên lĩnh vực, trong cái lĩnh vực audio. Anh em xem loa TB nó rất là nổi tiếng. Đấy, đây là vang X8 TB. Đấy, model của nó là KV 5.2, thì bọn em gọi là X8 thôi, tại vì nội thất của nó chung với nhau, chung con X8 nhưng bọn em gọi là vang X8 bãi. Đó. Ok, con này thì giá cả hợp lý, hình thức rất là chi là đẹp. Anh em mua hàng bên em thì em bao đẹp cho mọi người nhé, bao đẹp, tất cả các con đều là đẹp hết. Tiếng con này echo, nó thiên về echo. Đấy, cho nên là anh em hát gia đình rất là hay và rất là bền. X8 thì cực kỳ bền rồi. Đấy, X8 quá bền luôn, không thể nào mà bền hơn được nữa. Tất cả các cái jack kết nối đằng sau này đều được mạ vàng để cho chất lượng âm thanh nó được truyền tải tốt nhất. Đó, anh em xem này. Đấy, input audio, rig out này. Còn là em thích nó có cái cổng rig out. Rig out anh em cắm dây live stream ở đây, anh em thu âm lại những cái khoảnh khắc mà anh em thích, anh quay video clip hoặc đăng live stream này, up lên Facebook, TikTok gì đấy thì sẽ cho chất lượng âm thanh truyền tải nó rất là hay. Đấy, nó thu trực tiếp bằng xử lý bằng DSP, nó thu ra đây luôn, nó không thu qua micro điện thoại thì chất âm nó, anh em mình hát thì nó nghe rất là mượt. Đó. Chip mặt này. Đó. Đây là chip chính này. Hai chip chính nhá. Anh em nhìn này. Đấy. Ok anh em nhá. Đây, chip AKM nhá. Đấy. Chip AKM nhá. Anh em xem nhá. Ok. Bây giờ sẽ vào và test thử, hát thử cho anh em nghe và trải nghiệm nhá. Con này thì vào tay em thì em set rất là hay. Khi em set cho mọi người thì em sẽ cài đặt cho anh em 4 chế độ. Anh em về chỉ việc chuyển đổi giữa 4 chế độ khác nhau anh em hát thôi. Bọn em chuyên làm về vang số, bên nhà em chuyên làm về vang số cho nên là sẽ có những cái mode cài đặt mặc định chung.
echo và reverb nó rất là hòa quyện nhau. Đó, anh em về mà muốn căn chỉnh thêm anh em cắm vào máy tính, anh em căn chỉnh thêm một chút về EQ thôi, còn lại là echo reverb bên em cái rất là ok rồi. Đó. Rất là hay. Ok. Cho anh em xem qua một chút về phần mềm của con này nhé. Đây là phần mềm của X8 này. Đó. Phần mềm của X8. Đây là hệ thống effect này. Mic thì sẽ có EQ của mic 1 và mic 2 này. Đấy, EQ mic 1, mic 2 riêng biệt nhá. Không mic nào chung với mic nào. Đó. Con này thì anh em về cắm hai mic vào hai đây thì không bị hiện tượng quặn quặn mic giống như cái con vang, những con vang nào mà có một đường mic riêng biệt. Thì khi anh em bảo hai mic lên là nó sẽ bị quặn. Nhưng con này thì sẽ không có bị quặn như thế anh em nhé. Đấy, cho nên là rất nhiều anh em chuộng cái dòng X8. Bây giờ sẽ hát thử một bài cho anh em nghe thử. Anh em các bác đeo tai nghe và cảm nhận. Đó. Hàng thì bao đẹp. Đó. Ở dưới đây thì em đang sử dụng cái micro M800D của hãng DB. Cái micro này rất cao cấp, rất là đắt tiền. Tiếng chất âm thì rất là hay rồi. Micro xử lý công nghệ bằng bóng đèn. Anh em xem nhé. Công nghệ xử lý âm thanh bằng bóng đèn chân không. Lọc tiếng rất là hay. Đấy, khi mà lọc qua một hệ thống bóng đèn nó giống như kiểu âm ly đèn ấy thì tiếng nó rất là hay. Kết hợp với con đẩy 4 kênh hàng mới. Em mới nhập khẩu này, con này thì 1700W một kênh, đánh tiếng rất là hay. Đấy. Mạch Class Hats. Bây giờ hát thử nhá. Alo thử trước đi, anh em nghe thử tiếng echo này. Em sẽ cài đặt cho anh em 4 chế độ: echo này, echo reverb, MC này, đầy đủ hết nhá. Anh em nghe này. 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6. Tiếng rất chi là hay. Alo. 6 7 1 2. Loa thì đang sử dụng loa PK12. Em đang sử dụng một đôi này với lại con súp 50 này. Ok. Thấy nhá. Mình công suất ra trực tiếp loa luôn, không hề qua một thiết bị nào hết. Chỉ có mỗi DSP để xử lý thôi. Anh em nghe này. 6 7 1 2 3 4 5 6. 6 7. Ok. Thái hát thử bài cho anh em nghe. Quá nhiều sóng gió mặt
Ok, anh em nghe và cảm nhận nhé. Bây giờ thì anh Thái hát một ca khúc rất là hay, echo cực kỳ quyện, nịnh giọng. Anh em nào hát yếu, hát qua con vang này và hát qua những cái mode mà em đã cài rồi ấy, hát vẫn lên bình thường, vẫn hay, vẫn nhẹ nhàng, không bị tốn hơi, tốn sức. Đó, ok. Anh em nào mà có nhu cầu lên con vang bãi này thì liên hệ qua bên em. Bên em đang bán lẻ là 3 triệu bao ship cho mọi người. Xin cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em nào mà lần đầu tiên xem kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em đăng ký. Đăng video trên kênh của em hàng ngày nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Số điện thoại thì em để ở góc màn hình. Anh em nào có nhu cầu gì thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo, gọi điện trực tiếp qua em cũng được. Ok, xin chào, chào anh em nhé.